Đừng dạy người giàu cách tiêu tiền là cách mà chủ xe RX350 này chi khoảng 150 triệu để độ cho chiếc xe của mình. Và điều đặc biệt ở đây là toàn bộ những cái món độ ở trên xe là được thay thế và lắp đặt như zin. Món độ đầu tiên là cam 360, giúp chúng ta quan sát tốt khi độ xe để tránh những va quệt không đáng có. Và điều đặc biệt ở đây là có dưỡng cam lắp như zin, không phải đục khoét gì các bác nhé. Món độ thứ hai là led viền nội thất. Toàn bộ các chi tiết led viền ở phần quanh cốc và một số những chi tiết ở phần nắp lô, nắp ly được thiết kế và lắp đặt trên xe RX350 như zin và cắm rắc như zin. Món độ thứ ba là Android Book, biến giao diện và tính năng nguyên bản của xe như một chiếc điện thoại thu nhỏ. Đây các bác có thể nhìn thấy là toàn bộ những cái tính năng ví dụ như là Zing này, hay là xem YouTube, Facebook như một chiếc điện thoại thu nhỏ. Món độ thứ tư là cửa hít, nhẹ nhàng, lịch sự mà không ảnh hưởng gì đến các thiết bị điện tử ở bên trong, ví dụ như loa hay là toàn bộ những cái dòng cánh cửa. Không phải là ngẫu nhiên tất cả các dòng xe như Renover hay là Mercedes và BMW của các hãng xe châu Âu lại trang bị đâu ạ. Món cuối cùng là món quan trọng nhất, dán PPF bảo vệ chống sức cho xe, tránh những va quẹt không đáng có và bảo vệ bề mặt sơn rất là tốt. Đặc biệt là xe màu trắng này chống ố vàng cho bề mặt sơn rất là hiệu quả. Đấy các bác thấy không? Bỏ ra 150 triệu vừa là bảo vệ, vừa được sử dụng những cái tính năng mà xe không có, thì nó có xứng đáng hay là không? Các bác vui lòng để lại ý kiến dưới comment nhé.